đồng thời đang chấm điểm cái nhóm chuyên gia ban đầu ấy, các bạn có hiểu vấn đề không, và nhóm xuất sắc nhất thì sẽ nhận được cái phần quà vô cùng giá trị của cô. Bây giờ mình sẽ vào hoạt động đầu tiên nhá, nhóm chuyên gia nhá. Bây giờ là những hoạt động như sau. Chúng ta đang có những sơ đồ, nhiệm vụ của em là gì? Bạn nhóm chuyên gia sẽ điều hành hoạt động chung của nhóm, và các bạn sẽ thay nhau chúng ta thống nhất nội dung mà mình đã làm việc cái ở nhà, bây giờ mình sẽ thống nhất nội dung để tất cả các bạn đều hiểu đúng kiến thức và học cách trình bày để lại có dạy các bạn mà, đúng không? Đấy là lưu ý này, cách dạy sau là mình sẽ dùng phiếu học tập có các yêu cầu cô cộng thêm các bạn sử dụng các kênh hình ảnh trong sách giáo khoa để giải thích cho các bạn hiểu. Và nhóm mình rất là lớn, trong một nhóm lớn các bạn chia thành hai nhóm nhỏ cho nhau, và các bạn sẽ tập thuyết trình trong khoảng thời gian là 3 phút, và các em có thể là tự đặt câu hỏi với nhau để hiểu là mình hiểu rõ về vấn đề của mình đấy.